chạy ch chạy chạy đâu, chạy với chúng tôi à. Ê, có một dân chơi dưới kìa anh em, dân chơi nè, lụm gạo liền. Ê, từ từ nè, chạy nè, mày bắn bồ tôi nè. Bên này có người nè. Ôi, chạy đâu vậy bạn, chạy đâu thế? Trời ơi, quá sướng luôn anh em à. Ê, có một thanh niên ở trên nữa kìa anh em, thanh niên ở trên nữa nè, đó. Shop Gàn Nguyễn FF.com, shop bạc chính thức của Gàn Nguyễn Gaming. Shop có những quần quay kim cương may mắn chỉ với 9.000, các bạn sẽ có hồi chung đến 19.999 kim cương. Do shop mình mới khai trương á, cho nên mình sẽ tăng 70% tỷ lệ trúng khi quay kim cương nha. Và đặc biệt đó là shop mình bán rất là nhiều ạc game Free Fire luôn. Nếu như mà các bạn đã cần tìm chỗ uy tín để mà mua ạc game Free Fire thì các bạn hãy đến ngay với shop Gàn Nguyễn FF.com của mình nha. Hello mọi người, xin chào mừng mọi người đã đến với kênh Gàn Nguyễn Gaming của mình nha. Đầu tiên á thì mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn. Và clip ngày hôm nay mình sẽ làm 5 cái chỗ trốn trong tiểu chiến ở cái map thành phố biển nha mấy bạn. Thì các bạn cùng xem mình nha. Thì cái lý do tại sao mình làm thì các bạn cũng đã biết ở clip trước rồi ha. Đây mình sẽ đặt một trái bông keo qua chỗ này nè anh em. Đây đặt trái bông keo ngoài đây tí nha. Bắt đầu mình sẽ nhảy lên cái thùng rác này nè anh em. Đó, rồi bắt đầu cái mình bật nhắm mình nhảy qua đây. Xong rồi cái mình nhảy lên cái nóc nhà này. Đấy. Nhảy lên đây thì mình sẽ mấy thanh niên đi dưới kia sẽ không biết mình trên đây đâu, bởi vì nó không có ngờ mình lên đây được á anh em. Ê rồi mà thấy một thanh niên chạy qua đây nè, chạy khơi khơi nè, ui bắn nóng chúng anh em, chạy khơi khơi nè, đó lượm một em liền. Đấy, nó đâu có biết mình trên đây đâu mấy bạn, tại vì cái chỗ này là đâu có đường nào lên đâu mà mình lên đây được thì nó sẽ rất là ngạc nhiên, nó không có để ý trên đây đâu, cho nên các bạn cứ lên đây mà thử nha. Với lại một cái là lên đây nó cao quá anh em, cho nên là anh em có thể bắn mấy thanh niên mà núp trên kia mấy cái nhà trên kia được luôn á anh em. Mấy thanh niên mà núp trên cái nhà nhiều lỗ đó thì mình có thể bắn nó được luôn, nó leo lên nóc mình vẫn có thể bắn nó được luôn, cho nên cái chỗ này mình thấy nó cũng rất là bá đạo đó nha mấy bạn ha. Đây mình sẽ ở đây mình cam nó luôn nha. Mình thấy là bên nhà nhiều lỗ này có người nè, bên nhà nhiều lỗ nó có người đấy. Sẽ ở đây mình cam luôn. Nếu mà thực sự mình bắn ganh thực sự thì mình đã đi công rồi đó anh em, nhưng mà hôm nay mình làm gì góc bắn á, cho nên mình sẽ ở đây mình cho các bạn xem góc bắn này nó có hiệu quả hay không. Thì bây giờ các bạn còn hai người thì chút xíu nữa kiểu gì nó cũng chạy ra đây anh em, cho nên anh em cứ yên tâm mà đợi tôi tí xíu ha. Đấy, bọn mình đã bắn mạnh kìa anh em. Kìa, để mình cu vợ cho nó. Ê đã hết, trời ơi thanh niên kìa. Lụm một em liền quá đơn giản luôn, còn một rồi thắng luôn anh em ơi. Ok bây giờ chúng ta cùng đến với chỗ núp thứ hai nha. Chỗ núp thứ hai chúng ta cũng là ở cái bên phía bên đây luôn. Nó thì các bạn biết là làm clip này nó mất thời gian của mình bao nhiêu không? Đậu xanh làm cả mười mấy clip mới được anh em, chơi cả mười mấy quán game á. Bởi vì cái này nói chung là một cái map này thì chơi một quán nhiều khi không có gặp đâu mấy bạn à. Để từ từ để mình đặt ở đây nè anh em đặt dưới cái lằn gạch ngay cửa sổ tí xíu ha, dưới chút xíu đi cho nó dễ lên. Nó xong rồi anh em đặt ở ngay giữa bông keo một cái nữa đấy, thì mình sẽ để cái mũi tên ngay chỗ mình đặt cho mình canh cho anh em biết, cho anh em dễ hiểu. Đó, bây giờ mình sẽ lên đây mình nhảy ra nha, mình sẽ bật nhắm anh em nhảy lên và anh em nhảy lên keo nhảy qua đây luôn đó, nhảy lên đây luôn rất là đơn giản luôn đó. Đây thì kìa thanh niên nằm trên nóc nhà kìa anh em, thanh niên lên nóc nhà bắt con gà nè, bắt con gà này lên nóc nhà bắt gà. Ôi nó bật trời con nô lên rồi, không sao anh em. Đợi hết trời con nô rồi quất nó thôi, chạy đâu, chạy với chúng tôi à. Thì quay trở lại với cái nãy mình nói là làm cái này mất thời gian mười mấy clip mới được anh em, thì các bạn biết rồi đó. Thì nhiều khi mình chơi quán đảo quân sự này nè, nhưng mà mình không có gặp cái map này anh em, mình chả có gặp luôn, chơi 4-5 ván mà nó không có gặp cái map này á, cho nên là làm cái này nó cũng căng lắm anh em à, mất rất là nhiều thời gian luôn á. Cho nên nó mình mong các bạn một điều là các bạn xem video này các bạn hãy bỏ ra một giây để mà các bạn bấm vào nút like giúp mình ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Cái chỗ trốn thứ ba của chúng ta chính là ở cái khu vực bên đây nha mấy bạn. Thì mình sẽ đi đâu thì nãy giờ mình làm hai cái bên kia rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái ở bên đây ha. Đó các bạn cùng chạy theo mình, chạy qua cái bên cái chỗ thùng rác này nè đó, xong rồi mình sẽ đặt bông keo ở đây để mà nhảy lên nha. Đặt hai trái anh em, đặt một trái cũng được nhưng mà đặt hai trái cho nó chắc á đó. Mình sẽ đặt vậy nè, đặt xéo qua vậy nè đó, xong rồi các anh em nhảy lên cái thùng rác này cho mình, rồi các anh em di chuyển rồi anh em nhảy qua cái bông keo bên đây ha, xong rồi đứng lên bật nhắm nhảy qua bông keo này rồi bắt đầu lên nóc nhà bắt con gà thôi anh em đó. Thì nhiều anh em sẽ nói là kiểu như là cái nóc nhà bên đây có khác gì cái nóc nhà bên kia đâu, sao không nhảy qua nóc nhà bên kia cho nó dễ qua đây chi đúng không? Đó thì khác chứ anh em, cái nóc nhà bên đây thì chả ai biết các bạn ở trên đây đâu, nó chỉ nghĩ là các bạn bên nóc nhà bên kia thôi, nó không có nghĩ là các bạn sẽ qua đây đâu. Ê, có một dân chơi dưới kìa anh em, dân chơi nè lụm gạo liền đó. Thì các bạn ở bên nóc nhà bên kia làm sao mà các bạn bắn được cái thanh niên đó đúng không? Với lại là cái nóc bên kia thì ai cũng làm, ai cũng biết hết trơn rồi, thì mình đâu có chỉ làm gì nữa, mình phải chỉ cái chỗ nào mà người ta chưa có biết, người ta không có tìm ra được thì mình mới chỉ ha anh em. Nó thì hiện giờ anh em cứ việc ngồi ở đây đi chút xíu, bỏ vô thì mình đi, còn không thì mình cứ ngồi ở đây mình cam, thì thanh niên nào ra thì mình quất nó thôi anh em. Kìa thanh niên kìa, chạy kìa thanh niên, chạy nè, lụm liền đó, hai kill đơn giản chưa. Thề luôn á, nhiều lúc mà tôi có cảm giác là tôi ganh tị với anh em luôn á anh em, biết sao ganh tị không?
Tại vì anh em đăng ký một cái kênh nó hay mà nó bổ ích như cái kênh tôi luôn, mà tôi tìm mãi trên YouTube tôi chả thấy cái kênh Free Fire nào mà nó hay nó bổ ích như kênh tôi luôn anh em à. Cho nên thực sự là tôi rất là ngưỡng mộ anh em luôn á. Rồi cái chỗ núp thứ ba chúng ta chính là cái chỗ nào anh em thì cái nhà này hôm bữa mình mới vừa xem cái video của Gana luôn mà mình coi mình mắc cười bể bụng luôn anh em à. Thì nó chỉ là mình nhảy lên cái nhà cũng chung cái nhà mình rồi, nhưng mà nó chỉ cái đường khác anh em, cái đường mình dễ bể đầu lắm, kêu cầu là đặt con keo nhảy lên là bể đầu liền. Nên mình không có chỉ cái chỗ đó anh em. Đang đặt con keo anh em canh cho nó ngay cánh cửa này nha. Đó, xong rồi mình đặt thêm một trái bên đây nữa. Rồi mình đặt thêm một trái cho nó cao cao lên tí xíu rồi nhảy lên thôi. Anh em chạy cánh cửa, anh em nhảy qua cái là anh em đi qua nó rất là dễ luôn, qua cái nhà bên đó đó anh em. Đó, mình sẽ nhảy qua cho nó ngay cái thành bom keo ha. Đó. Rồi mình cứ đi từ từ, mình bật nhắm mình nhảy lên cái bom keo cao hơn tí xíu này. Xong rồi cái anh em nhảy qua đây luôn. Đó. Kìa, thanh niên bắn bọn mình trên đó kìa anh em. Ui, hai thanh niên giao lưu nãy giờ. Một em liền đó chưa? À, thì nãy giờ các bạn xem video của mình mà thấy video của mình hay, nó ý nghĩa, nó giúp các bạn leo ganh tốt á, thì các bạn hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh hoặc chuông thông báo nha. Mình còn rất là nhiều video hay. Từ từ nè. Chạy nè. Mày bắn bồ tôi nè. Ok. Mình còn rất nhiều video hay ở những lần sau, cho nên các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Cái góc bắn cuối cùng chúng ta không ở đâu xa hết anh em, chính là ngay cái nhà trước mặt mình luôn này. Thì cách lên nó như thế nào anh em? Cách lên nó cũng giống như cái nhà đầu tiên gì đó, nhưng mà cái nhà này thì nó sẽ khác. Đó chính là nó là cái nhà ở kế bên đây. Đó, thì nó khác gì đó anh em, chứ nó không khác gì hết. Nó thì anh em cứ việc đặt bom keo y như lúc nãy mình chỉ vậy đó. Nãy mình chỉ sao thì anh em cứ làm vậy ha. Nãy mình chỉ rồi cho nên là mình sẽ không có chỉ nữa. Và bây giờ mình sẽ lên cho các bạn xem thôi. Đấy, bật nhắm nhảy lên và nhảy lên và nhảy lên thôi. Ui đậu xanh sao nó không lên nha. Nó bị lỗi anh em, pha này bị lỗi rồi anh em thông cảm nha. Ờ nó lên rồi anh em ơi. Tưởng nó đặt bom keo hơi thấp chứ. Nhưng mà vẫn lên được là không sao. Đó, bây giờ mình chỉ việc mà ngồi ở đây mình canh mấy thanh niên mình trên mấy cái nhà đó anh em, thường nó trên mấy cái nhà nó bắn bồ mình đó, thì ở đây mình canh nó, mình bắn cho nó gách quần hết luôn. Không biết có bạn nào mà còn xem video tới khúc này không nữa, thì thường thường là cuối video là mấy bạn thoát ra hết trơn rồi. Bởi vì anh em nào mà xem video tới khúc này rồi thì hãy comment cho tôi biết một tiếng nha, để cho tôi biết là tôi không có ngồi nói chuyện mình nên nói chuyện kiểu như vừa nói vừa nghe ên luôn, không ai nghe xem hết trơn anh em. Tại vì thường thường mấy bạn xem video mấy khúc đậu mà mấy khúc cuối nữa bạn người ta ít xem lắm. Đây từ anh em, bên đây có người nè. Ôi chạy đâu vậy bạn? Chạy đâu thế? Trời ơi, quá sướng luôn anh em à. Ê, có một thanh niên ở trên đó kìa anh em. Thanh niên ở trên đó này, đó lụm gạo sướng luôn. Ok, và clip mình đã đây hết rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.